của hai nhà diễn giả tương lai của lớp chúng ta, đó là bạn Phong và bạn Hoa. Em xin mời cho hai bạn chào cái tay nào. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình chat talk của lớp 10A1. Vào mở buổi sáng sớm vì công ty của cậu làm gì? Mở mắt vì đầu tiên tôi sẽ là bật dậy và tự hỏi mình ủa đang đâu vậy? Tất nhiên là mình đang ở trái đất. 7.6 tỷ người trong đó có mình, và tất nhiên là cái câu hỏi đó không phải là câu hỏi duy nhất. Tớ luôn tự hỏi mình là tại sao mình phải đến trường, tại sao mình phải học. Và trong cái lúc quá trình học đó thì mình gặp rất là nhiều khó khăn. Và trong đó có môn toán của mình là điểm siêu thấp luôn. Ai học với họ thì biết. Tất nhiên là khi mà đối mặt với những cái khó khăn đó, một là bạn sẽ bị nó đè bẹp, hoặc là hai là bạn sẽ vượt qua nó. Và những lúc đó là những khi nhỏ mình không bao giờ mà mình có thể nghĩ ra mình có thể vượt qua nó. Những gì mình làm chỉ đứng đó và để cái chướng ngại vật đó cản trở đường đi của mình. Về sau khi mà lớn lên một chút xíu, mình nhận thức được mình muốn vượt qua cái rào cản đó, theo chân trên sẽ làm gì? Đúng rồi, mình cũng ráng học, mình làm rất là nhiều bài tập, làm có thể nói là tâm ra nghiện luôn. Cái lý do mình đâm ra nghiện này không phải là do môn toán ảnh hưởng mình, mà là cái lúc mà mình làm bài, mình giải ra từng nhiều cách. Những cái cách đó nó làm cho cái môn toán này trở nên đa dạng hơn và mình thích thú nó hơn. Ở đây ai cũng biết, ai cũng chắc chắn sẽ biết về Archimedes. Lúc mà ông tìm ra một cái công thức toán học thì ông la lên Eureka rồi nhảy khỏi bồn tắm, mà mặc kệ là ông có mặc đồ hay không. Cái niềm vui đó là khi mà ông tìm ra một cái công thức, cũng giống như mình lúc mà tìm ra một cách giảng mới. Trong những cái lúc mà thầy giảng, cô giảng trên bảng, cô giảng một cách cơ bản nhất, nhưng mình lại tìm ra một cái cách mới, nó ngắn hơn hoặc có thể là nó dài hơn, nhưng mà cái cách đó là do mình nghĩ ra. Và cái điều đó làm cho cái môn toán, mình thích cái môn toán mà mình đa dạng, làm cho mình hứng thú và mình đâm ra nghiện nó. Mình có thể đưa ra một ví dụ, một bài toán nó bị chặt chẽ, ví dụ như chặt chẽ hệ phương trình. Hai cách cơ bản mình đã học là thế và cộng đại số, nhưng mà về sau thì sẽ có một cái bài nó cũng giải hệ phương trình được luôn. Và đâm ra nó có rất là nhiều cách, có nhiều cái hướng giải khác nhau. Một cái bài mà nó dài quá, nhưng mà Phúc Anh lại có một cái bài nó ngắn hơn, mình học được cách của bạn, mình cải thiện nó, mình làm không phải y chang nhưng mà mình có thể làm nó rút gọn hơn. Những lúc đó thì hãy biến cái chướng ngại vật của bạn thành một người bạn chứ không thành kẻ thù. Toán không dạy ta cách yêu thương hay là dạy ta giảm cái sự hận thù mọi người, nhưng mà nó dạy chúng ta là hãy biết suy nghĩ trước khi làm. Thì những cái lúc đó thì bạn nên biến môn toán của mình thành một người bạn, giống như mình đang hiểu nó, mình xem nó như một ngôn ngữ rồi mình phát triển nó, không phải dự dẫn nha. Và khi mà bạn đã hiểu được nó thì bạn sẽ vượt qua cái khó khăn đó. Và cái lúc mà vượt qua khó khăn đó, nó sẽ dạy cho bạn nhiều cái, ví dụ giúp bạn trưởng thành hơn, giúp bạn logic hơn. Nếu như mà gym giúp cho body của bạn đẹp hơn thì toán giúp não bạn thông minh hơn, nó logic hơn. Toán là một cái bài toán của logic mà giúp não bạn phát triển. Thì ai ở đây học với Hoàng thì cũng sẽ biết là từ lớp 8 lên lớp 9 là một bước ngoặt của Hoàng. Từ lớp 8 điểm của tớ không bao giờ trên 8, lên lớp 9 thì điểm 9 và điểm 10 nó xuất hiện không thường xuyên, nhưng mà nói chung là mình cũng đạt được cái kết quả cao hơn so với năm trước. Và trong đó thì toán rất là đa dạng. Toán nó đa dạng ở chỗ nó giúp mình tư duy
số là một cái dãy số dài chảy dài mãi và nó khiến nhiều người thích thú và tìm ra những con số đằng sau nó hơn, tức là một cái bí ẩn. Và điều đó thì kích thích Phong, Nguyễn Trần Phong của chúng ta tìm hiểu và sẽ trình bày với các bạn sau. Và như Hòa nói, mình tên là Phong. Và sau đây mình sẽ đưa mọi người tới một trong những điều bí ẩn cũng như là thú vị nhất của môn toán, của bộ môn toán này. Và đó là số bi, ok? Cái học rất là đa dạng, khiến cho con người ta có hứng thú mỗi khi mà chạm tới những bài toán hay là những cái cách toán mới. Và trước khi vào bài thì ok, cho tôi hỏi là nhìn vào hình này thì mọi người có thể cho tôi biết vòng tròn này đi hết một vòng và dừng ở vị trí thứ bao nhiêu không ạ? Thì tôi nghĩ là 3.14. À thế? Theo tôi nghĩ là nó chạy vô tận. Theo tôi là 3.12. Và đáp án là 3.14. Mọi người cho thầy một tràng vỗ tay được không ạ? Tiếp tục một câu hỏi nữa để Nhung sửa sai. Nhung có biết con số này bằng bao nhiêu không? Tôi là 3.14. Không phải 3.13. Ok, và thêm một tràng vỗ tay nữa cho hai câu trả lời rất là đúng bạn. Tại sao có lại đề cập tới vấn đề 3.14 nhỉ? 3.14 con số này có liên quan đến cuộc đời của chúng ta. Nó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống, học tập cũng như là mọi sinh hoạt của chúng ta không nhỉ? Và nó khẳng định một điều là có và rất quan trọng. Tại vì sao? Tại vì 3.14 tượng trưng cho con số pi. Ấy chà chà, mọi người đều biết đến số bi không ạ? Biết. Và số bi, đây là ký hiệu của số bi. Và giá trị của nó là 3.14. Được gắn với giá trị gần nhất và đúng, gần đúng nhất và được áp dụng cho đường của chúng ta. Và đây cũng là chủ đề của chúng ta luôn. Số bi một trong những con số bí ẩn như tập gì nhất. Ấy chà chà, nhưng mà số bi là số gì? Số bi là gọi là chữ số thứ 16 trong bảng chữ cái của Hy Lạp. Và được theo định nghĩa, chu vi được tính bằng cách chúng ta sẽ lấy chu vi chia cho đường chính của một đường tròn và đó sẽ ra được kết quả của chu vi. Trước thế kỷ 15 thì đã có rất nhiều nhà toán học cũng như nhà vật lý cũng như khoa học đã chứng minh và tìm ra rất là nhiều con số về chu vi. Và một trong hai người đó đó là một trong số những người nổi tiếng đó là Archimedes và Lưu Huy của Trung Quốc. Hai người này đã dùng những cách tính riêng của mình để tính ra được và áp dụng con số pi vào thực tế. Nhưng mà đó không phải là bước xuất hiện đầu tiên của số pi. Số pi đã có từ rất lâu rồi. Và để đi vào đề, chúng ta sẽ nói về phần lịch sử số pi trước nha. Số pi được lần đầu tiên con người tìm thấy, biết đến cách đây là 4.000 năm rồi. Và đây là người đầu tiên đã tìm ra số pi. Anh sẽ xin Roma. Nó mô thức bao nhiêu? Bôn. Ngày người Hy Lạp. Hy Lạp mặc đồ này. Nhìn thức nhiều. Vũ đi. Chưa không? Lựa chọn. Đương nhiên rồi, đây là điều cho. Nhưng mà tất cả một người cổ đại mà đúng cái người đó kìa. Và tôi gợi ý cho mọi người đó nha. Một người mà họ vào lúc họ sống có một cái kiến trúc rất là được rất là đẹp và được kề vào một trong 7 kỳ quan cổ đại thế giới. Và đó là một khu vườn treo. Đó là câu trả lời với chính xác. Làm gì mà chúng ta không cho một tay mà cứ nhìn bên trong. Đấy là người Babylon. Và họ đã có một cái tấm đất sét để chứng minh họ đã tìm ra được số pi gần bằng 3.125. Và tấm đất sét này có niên đại từ 1900 năm trước công nguyên đến 1680 trước công nguyên. Và đó, đây là người đầu tiên. Và người thứ hai là người mà bài thứ 7. Và ở đây số pi được ghi với giá trị gần bằng 3.16. Thì có ai biết đây là người gì không ạ? Hủy. Và là người tính tới bây giờ coi em là người thứ hai tìm ra được số pi.
Thêm một câu hỏi đặc biệt nữa, nhìn vào hình này ai mọi người cho tớ biết đây là ai? Tớ nghĩ là Archimedes. Ok, và có ai có câu trả lời khác và Archimedes không ạ? Nếu không thì cho tớ một chàng bắt tay vào đây. Và người hiện tại, người trong xã hội hiện tại đầu tiên tìm ra được con Sumi và ứng dụng vào thực tế bằng cách truyền vong. Và cách nào thì chúng ta sẽ nói về sau kia nhé. À xin lỗi mọi người. Và đây một nhà toán học, một nhà khoa học của Trung Quốc. Ông tên là Du Trọng Di. Và ông là người đầu tiên của châu Á tìm ra được con Sumi sắp xỉ 3,14159 là gần với con số như bây giờ nhất. Và ông tính bằng một số phân số là 355 chia cho 113. Và tiếp tục là cách tính số bi. Đầu tiên như ví dụ của tớ là đây là cách lăn hình tròn, lăn một cái đường tròn, cái dùng bánh xe để lăn trên một cái tờ giấy dài. Và chúng ta đo được điểm bắt đầu cũng như điểm kết thúc, cái đường ở đâu. Và đó là giá trị của số bi là gần 3,14. Đây là cách đơn giản cũng như cách phổ đại nhất mà người ta đã tìm ra được số bi. Và cách thứ hai như Thạch đã nói, dùng các phân số, lấy những số này chia cho số khác, cũng như là như ta có là 22,7, 22 chia cho 7 thì nó sẽ ra được sắp xỉ 3,14. Và tiếp tục là như nhà toán học người Trung Quốc hồi nãy tức là giới thiệu đã dùng là lấy 355 chia cho 113 là nó ra được con số vi thực đặc biệt. Và tiếp tục một cách rất là hay của Archimedes. Hay nhỉ? Dạ. Rất là rối đúng không ạ? Và ai nhìn vô cái hình này có thể cho tớ biết là ông đã dùng những cách gì để có được một cái số bi gần đúng nhất, có ai biết? Thì ông đã sử dụng nhiều hình thành nhất vuông và sử dụng định lý Pythagore để tìm cái tam giác đó. Cho đi em chào có tay không ạ? Archimedes đã dùng những cái hình tam giác và định lý Pythagore để tính được cái giá trị trên và giá trị dưới gần đúng nhất, và ông kết luận rằng số bi sắp xỉ 3,14 như ngày nay và chúng ta đã dùng hiện tại để tính trong các bài toán của chúng ta. Và đó là ba cái tính rất là đơn giản cũng như là đúng là logic. Cảm ơn Thạch nha. Tiếp tục, một trong những chủ đề rất là đặc biệt của số bi đó là giá trị số bi. Có ai ở đây cho rằng mình có thể nhớ hết tất cả cái giá trị của số bi không ạ? 16 chữ số. 16 chữ số, anh có thể đọc được 16 chữ số không? À, đứng lên. Nó là 3,14, 1, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Và đó cũng là 16 số đầu tiên trong dãy của số bi. Và cảm ơn Thạch. Và đây là con số 3,14 là con số được mặc định. Dùng trong toán học chúng ta tính diện tích của hình tròn cũng như là các hình căn trụ có liên quan tới hình tròn. Và đây là một cái dãy số rất nhiều chữ số của số bi. Và trên hàng đầu cũng có 16 số mà Thạch với vừa rồi. Mà tớ tin chắc là mọi người ở đây không ai nhớ nổi hết tất cả các chữ số. Bởi vì phải tính tới bây giờ số bi vẫn chưa có một điểm dừng nào cho mình. Và ứng dụng số bi là như vậy, và ứng dụng trong rất nhiều các môn học. Đầu tiên, trong học tập của chúng ta thì số bi dùng để tính diện tích cũng như là chu vi của hình tròn. Mọi người trong đây đều biết cách tính không ạ? Có ai cho tớ biết chu vi hình tròn tính như thế nào không ạ? Thủy đi. Hai đoạn kính viên. Hai lần bán kính là hai nhân cho bán kính hay là hai đường bán kính gì chứ? Hai đường bán kính. À độ 2R. Đơn giản là đường kính nhân cho bi. Và chu vi thì có ai biết không ạ? Đó là chu vi, còn diện tích thì chắc mọi người đều biết đó là tính bằng pi mũ 2 nhân cho r mũ 2 nhân cho bi. Xin lỗi mọi người ạ. Và đó là ứng dụng trong học tập. Ngoài ra trong khi mà nếu mà chúng ta có đam mê về toán học và muốn học cao lên, chúng ta sẽ gặp lại số bi trong rất nhiều các ứng dụng khác, như các phương pháp khác. Và trên đây là một trong những phương pháp, đó là phương pháp Monte Carlo. Và đây là một phương pháp được dùng để tính những con số xuất hiện bất ngờ cũng như cái tần số xuất hiện của nó. Và đây cũng có thể dùng để tính số bi nữa ha. Và thứ hai là số bi còn dùng để giải thích cũng như là giải các số phức. Ai có đam mê thì cứ theo học, bởi vì toán học lên càng cao nó càng rối.
Nhưng mà nó lại có cái điểm thú vị, chúng giúp cho chúng ta có thể tăng lên cái sức logic của bản thân và ứng dụng rất là nhiều vào đời sống của chúng ta. Ngoài môn toán ra, Sobi còn có ứng dụng cho vật lý nữa. Dù không phải là một hàm số vật lý nhưng mà Sobi xuất hiện rất là thường xuyên, chúng ta có thể thường gặp trong các bài vật lý chúng ta đã học. Tại vì Sobi có liên quan đến các hệ trục nè, các tọa độ cũng như là cách chúng ta tính Sobi hình tròn của trái đất. Chúng ta biết được là mặt trời bao nhiêu cái đọc bao nhiêu, rồi vân vân nhiều cái của vũ trụ nữa. Và một trong những ứng dụng rất là hay đó là văn học. Có ai đứng lên đọc cho đó được bài này không ạ? Well, great. Now for a task of origin, in the middle of the trees, chitting alongside forests, seemingly red in the twilight of all Europe. Cảm ơn Dương nhé, và cậu đọc xong được bài này rồi mà cậu có tìm ra được cái điều đặc biệt gì của bài này không ạ? Có, thì biết những cái con số chữ trong mỗi từ thì nó khá là đặc, có vẻ khá đặc biệt. Đầu tiên đến hai ngày là có ba, là 3, 1, 4. Nào chữ nào có ba chữ, có ba chữ, ai có một chữ, co là có bốn chữ, và còn lại thì có hy vọng là liên quan số đi hết. Có hy vọng là rất là chắc chắn rồi đó. Trong tất cả cái số này như thật đã nói thì trong đây có các con nghĩ là sẽ có hơn 16 chữ, nhưng mà hồi nãy Thạch đã đọc cho chúng ta rất là nhiều chữ số có trong số Bi, 16 chữ số đầu tiên. Và tới nghĩ nếu mà ghép những chữ số đó vô từng các con chữ số ở đây, con chữ ở đây nó đều khít. Và đây là một phong cách viết rất là đặc biệt của người Anh, người ta gọi là Pilot. Và dùng, và đây là bài đầu, là bài thơ đầu tiên được viết có thể là theo phong cách này, một phong cách rất là đặc biệt. Và tôi nghĩ là nên du nhập vào Việt Nam để chúng ta tăng thêm phong phú cho cái vốn kiến thức cũng như là vốn thơ văn của Việt Nam chúng ta. Một số đó điều rất là đặc biệt. Và trên thế giới này có rất là nhiều ngày, ngày của ba có nha, ngày của mẹ, ngày của thầy cô, ngày của thiếu nhi. Và làm sao chúng ta lại quên được một ngày được gọi là ngày của số Bi, và thực tế với con số và là ngày 14 tháng 3 sau sinh nhật mình, chỉ lúc một ngày thôi. Và nên mai mốt có gì thì tặng quà luôn cho mình. Cảm ơn mọi người. Và tại sao người ta lấy 14 tháng 3 lại không ai biết được? Đừng, ngày đầu tiên Sobi được tìm đến là tìm thấy là ngày xưa thứ mấy, nhưng mà Sobi có giá trị được lấy là 3.14, và theo cách viết của nước ngoài là tháng ở đằng trước và ngày đằng sau, thì Sia người ta đã lấy tháng 3 và sau đó tháng 3 và sau đó là ngày 14 để làm một cái ngày chỉ, một cái ngày để kỷ niệm cho con số Bi luôn. Và người đầu tiên đã có ý tưởng này là có toán học người Anh, ông ta tên là Shaw, tên là Logi và họ là Shaw. Và một điều đặc biệt hơn nữa là vào năm 2015, như chúng ta đã thấy là có một thời điểm dành riêng số Bi, khi tất cả các con số gộp lại ra một cái dãy của số Bi từ 10 con số đầu tiên của số Bi, đó là 3.14159.26.53. Có ai vào ngày này có biết điều này không ạ? Và đây là một trong những cái điều mà chúng ta muốn nói với mọi người, một trong những cái điều thú vị. Và trong ngày này trên bảng mấy cậu có thấy đây là cái gì? Bài thứ gặp Hai và Sophie đọc theo tiếng Anh đều có một cách phát âm chung nhất với nhau. Và đó là một điều rất là đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là Sophie nó rất là liên quan đến bánh pie của chúng ta. Bánh pie hình tròn, Sophie dùng để tính diện tích hình tròn. Và đặc biệt hơn nữa là nếu mà chúng ta lật được con số 3.14 lại, chúng ta ra được từ pie. Vỗ tay cho điều đặc biệt này. Và vào ngày hôm tới của Sophie là có một cái lễ hội mà nếu mà ai ở nước ngoài hay là ở Mỹ hoặc Anh đó, chúng ta sẽ được hưởng ứng với cái lễ hội này, là lễ hội ném bánh pie vào mặt người bạn mà mình thích. Chúng ta sẽ đổ dầu qua đường phố và có những cái bánh pie được sẵn chuẩn bị sẵn, và chúng ta sẽ chơi ném bánh pie, một cái nét văn hóa rất là đặc biệt. Và có một ngày nữa, đó là ngày 22 tháng 7 là một ngày quốc tế gần đúng của số Bi. Một ngày này thì tớ cũng không nhiều người quan tâm bằng ngày 14 tháng 3 cho lắm. Và điều thú vị thứ hai tôi muốn nói thì là điểm
Vậy nên cho một cái hệ số này chúng ta hãy rút ra nhiều con số, và nhất là con số 999. Và con số này là được nhà toán học Feynman, nhà toán học Feynman tìm ra, và ông đã tự đùa với mình rằng đây là kết, đùa với mọi người rằng đây là kết thúc của con số y, và không còn con số nào nữa tiếp theo nữa. Và ông đã tự nói rằng ông có thể thuộc từ đầu cho đến cuối cùng, và đó là điểm kết. Nhưng mà một nhà khoa học khác, một nhà khoa học tên xin giấu tên, đã cố gắng mày mò ra, và ông nghĩ đó không phải là kết thúc của con số vĩ đại này. Ông đã tìm ra là sau 6 số 9 còn là số 8 nữa. Đến bây giờ cái dòng tuần hoàn của số y vẫn chưa kết thúc, và còn rất 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 nhiều những con số khác đằng sau. Và như tôi đã nói, đến tới bây giờ chưa có điểm kết thúc của số y. Bản này chúng ta thấy ngoài cái dãy Feynman ra còn rất là nhiều những dãy số khác, có những con số giống nhau hoặc theo một cái trình tự nào đó, xếp theo một cái thứ tự, nhưng mà nó cũng chưa là cái kết thúc. Và tại sao 36 con số 9 này là được gọi là đặc biệt nhất, thì bởi vì nó xuất hiện sớm nhất trong cái bản này. Và ngoài ra ở Anh, ở gần lâu đài Raspberry đã có một cái đường tròn rất là đặc biệt. Và nếu mà nhìn vô đường tròn này thì chúng ta có thể tưởng tượng đó là một đường tròn do đĩa bay của người ngoài nên đáp xuống và đẩy ra. Có ai tin vào người ngoài tin không ạ? Và cái điều người ngoài tin không có liên quan đến cái này cho lắm, bởi vì chúng ta đã tìm ra được một điều đặc biệt hơn, đó là 10 con số đầu tiên của trong dãy số bi đã xuất hiện trong cái hình này. Những cái đường nước thức này là một cái kết thúc cho một con số trong số bi, và đây là một điều đặc biệt của cái hình tròn này so với rất là nhiều hình tròn mà con người đã nói nó là do đường ngoài tin làm. Và điều đặc biệt cuối cùng của con số bi nó muốn đưa cho mọi người là nó còn liên quan đến các con sông nữa. Khi mà chúng ta lấy được cái chiều dài thật là cộng luôn cái chiều dài mà uống của con sông từ đầu nguồn cho đến hạ nguồn, đó lúc mà chảy ra sông đó, mà ta chia cho cái độ dài của đường chim bay của dòng sông đó, thì chúng ta ra được con số 3,14, và được gán với là đó là độ ngoằn của số bi, của dòng sông, và cũng gần bằng số bi luôn. Một điều đặc biệt khác của số bi. Và đó là kết thúc cho phần thuyết trình của tớ. Và mọi người sau khi nghe tớ rồi có cảm thấy ấn tượng với con số này không ạ? Nhiều cánh tay vô hơn nữa để đăng ký tham gia chương trình.